bị cấm đi khỏi nơi cư trú, chở vợ về thăm ngoại rồi gây thêm án. Nam đang bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản, lại tiếp tục gây án. Chiều mùng 7 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 2000, trú tại huyện Gò Dầu về hành vi trộm cắp tài sản. Nam đang bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi trộm cắp tài sản, lại tiếp tục gây án. Trước đó, lúc 11 giờ 30 phút ngày mùng 2 tháng 5, chị T, sinh năm 1974, trú tại huyện Tân Biên, là nhân viên quán karaoke Thảo My, huyện Gò Dầu, đang ngồi, thì Nam giả vờ đến hỏi mua nước và thuốc hút. Chị T trả lời quán không có bán, nhưng Nam vẫn vào bên trong quán. Vài phút sau, chị T phát hiện Nam trộm mô tô biển kiểm soát 70D1-46339 của chị Đỗ Thị L, sinh năm 1971, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, nên trình báo cho cơ quan công an. Ngay lập tức, công an huyện Gò Dầu bố trí lực lượng chốt chặn các tuyến đường, truy tìm. Sau gần 30 phút, công an bắt được Nam cách hiện trường vụ trộm khoảng 1 cây mi. Nam khai nhận trên đường điều khiển mô tô biển kiểm soát 70F1-65336 chở vợ về thăm ngoại thì bị chủ nợ điện thoại đòi tiền. Sau đó, Nam mang mô tô biển kiểm soát 70F1-65336 thế chấp được 10 triệu đồng nhưng vẫn không đủ trả nợ. Do vậy, Nam đã trộm xe máy của chị L. Trước đó, Nam trộm tài sản của anh Phạm Tấn V ngày 29 tháng 3. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự đối với Nam như trên. Xong, nghi phạm lại tiếp tục gây án. Thiên Bình, bảo vệ pháp luật.